Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. Những sai lầm khi xử trí bông kinh, trật khớp mọi người cần biết. Bông kinh và trật khớp là tai nạn thường gặp trong sinh hoạt. Đây là hậu quả của những chấn thương về dây chằng, bao khớp và các cấu trúc xung quanh. Khi bị tai nạn, cần xử trí đúng để giảm nhẹ. Và dưới đây là những kỹ năng để giúp bạn hiểu rõ vấn đề này. Nhiều người cho rằng bong gân, trật khớp là những thương tích nhẹ, có thể tự điều trị hoặc dùng một số biện pháp dân gian như xoa dầu nóng, bóp rượu ngâm, đắp thuốc lá vào vùng chi thể bị đau. Tuy nhiên, những phương pháp này có thể để lại hậu quả khôn lường như kéo dài triệu chứng bệnh, đau cơ, cứng khớp hoặc mất chức năng của khớp. Thậm chí, bong gân được điều trị muộn hoặc không đúng dẫn đến tình trạng lỏng khớp và đau khớp mãn tính. Do đó, người bệnh nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám kịp thời khi có những triệu chứng sau: bị chấn thương lại vào vùng khớp đã bị bong gân trước đó, đau nhiều vùng khớp bị tổn thương, không thể vận động được khớp hoặc không thể đứng tì chân hoặc đi lại được, không thể bước đi được 4 bước mặc dù không thấy đau nhiều hoặc người bệnh cảm thấy lỏng khớp. Những điều nên làm khi bị bong gân, trật khớp. Bong gân nhẹ có thể tự điều trị tại nhà. Bong gân nặng cần đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán mức độ nặng, điều trị và theo dõi sau điều trị. Xử trí cấp cứu khi bị bong gân cần thực hiện theo nguyên tắc sau. Để chi thể bị tổn thương được nghỉ ngơi. Trong trường hợp bong gân nhẹ, cần hạn chế vận động khớp bị tổn thương. Nếu tổn thương khớp chi dưới, cần hạn chế đi lại hoặc hỗ trợ đi lại bằng nạng. Nếu tổn thương khớp chi trên, cần tránh các động tác gây đau cho khớp. Khi người bệnh đỡ đau, có thể nhẹ nhàng tập vận động trở lại. Trong trường hợp bong gân nặng, cần phải để khớp bị thương tổn ở tư thế cơ năng, là tư thế mà khớp được nghỉ ngơi hoàn toàn. Người bệnh thường được bó bột hoặc nẹp bột để hỗ trợ cho khớp được cố định. Sau 4 đến 6 tuần, có thể cho người bệnh tập vận động trở lại. Nên sử dụng túi chườm để thực hiện chườm lạnh cho vùng khớp bị tổn thương. Chườm lạnh cần được thực hiện càng sớm càng tốt, ngay sau khi bị chấn thương, trong khoảng 15 đến 30 phút, 4 đến 8 lần mỗi ngày trong vòng 48 giờ đầu, hoặc cho đến khi thay đỡ sưng nề. Nếu sử dụng đá để chườm, cần tránh chườm một vị trí trong thời gian quá lâu, gây bỏng lạnh phần mềm. Băng ép vùng khớp bị thương tổn. Sử dụng băng chun để thực hiện băng ép. Băng ép không quá chặt sẽ gây khó chịu cho người bệnh, nhưng cũng không quá lỏng thì mới hiệu quả. Nâng cao chi thể bị tổn thương. Nâng cao vùng chi thể bị tổn thương bằng cách để vùng ngọn chi, bàn tay, bàn chân cao hơn vùng gốc chi, khuỷu, gối. Hoặc nâng cao vị trí khớp bị thương tổn hơn mức tim khi có thể, nhằm hạn chế và phòng ngừa sưng nề cho vùng chi thể bị tổn thương. Các phương pháp điều trị bong gân, trật khớp. Dùng thuốc. Đối với bong gân nhẹ và vừa, bác sĩ thường hướng dẫn tự chăm sóc tại nhà theo nguyên tắc trên và dùng thuốc giảm đau chống viêm thông thường như paracetamol, v.v. Tập phục hồi chức năng được thực hiện khi người bệnh cảm thấy đỡ đau. Quá trình tập vận động khớp được thực hiện từ đơn giản đến phức tạp, từ nhẹ đến nặng. Phẫu thuật. Phẫu thuật có thể được chỉ định khi bong gân nặng, nghĩa là dây chằng bị đứt hoàn toàn và dẫn đến tình trạng lỏng khớp. Trật khớp là một thương tích nặng, có nhiều biến chứng và di chứng. Điều trị trật khớp phụ thuộc vào vị trí và mức độ nặng của khớp bị trật, do đó cần thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa. Nắn chỉnh khớp. Bác sĩ sẽ thực hiện nắn chỉnh các đầu xương của diện khớp về đúng vị trí giải phẫu. Tùy thuộc vào tình trạng khớp bị trật, vị trí khớp, mức độ thương tổn của khớp trật mà trong quá trình thủ thuật, bác sĩ có thể sử dụng thuốc gây tê tại chỗ, gây tê vùng hay gây mê cho người bệnh. Bất động khớp. Sau khi nắn chỉnh khớp về vị trí giải phẫu, bác sĩ có thể bất động khớp bị trật bằng cách bó bột, dùng dụng cụ trợ đỡ hoặc treo tay. Thời gian bất động khớp phụ thuộc vào độ nặng của trật khớp và các tổn thương phần mềm, mạch máu, thần kinh phối hợp.
phẫu thuật được đặt ra nếu bác sĩ không thể nắn chỉnh kiến diện khớp về vị trí giải phẫu, hoặc khi có tổn thương mạch máu, thần kinh, dây chằng kèm theo. Phẫu thuật cũng có thể được chỉ định trong trường hợp trật khớp tái diễn, nhất là ở khớp vai. Phục hồi chức năng. Ngay sau khi được tháo bỏ dụng cụ bất động khớp, người bệnh sẽ bắt đầu chương trình tập phục hồi chức năng nhằm lấy lại biên độ vận động của khớp và sức mạnh cơ bắp. Quá trình tập phục hồi chức năng là một quá trình lâu dài với nhiều bài tập từ đơn giản đến phức tạp, từ nhẹ đến nặng và cường độ từ thấp đến cao. Tê tay chân là bệnh gì, có nguy hiểm không, nguyên nhân và triệu chứng? Tê tay chân là triệu chứng thường gặp ở mọi lứa tuổi. Nguyên nhân của tình trạng này có thể do các tác nhân cơ học, nhưng cũng có thể do bệnh lý nguy hiểm. Nếu không điều trị kịp thời, có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Tê tay chân là bệnh gì? Bị tê tay chân có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Dựa vào vị trí và biểu hiện của bệnh, các chuyên gia phân chia nguyên nhân theo các nhóm bệnh lý như: bệnh lý xương khớp. Nguyên nhân tê tay chân chủ yếu do các bệnh xương khớp, đau thần kinh tọa, thoát vị, phong thấp, viêm khớp cổ tay, v.v. xảy ra do sự chèn ép dây thần kinh thường gặp trong bệnh, thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa, viêm khớp dạng thấp. Bệnh thường có các dấu hiệu tê tay chân, dị cảm, kiến bò, tê buồn, v.v. Tuy nhiên, tùy loại bệnh mà sẽ có các triệu chứng kèm theo như đau vai gáy, đau thắt lưng, thoái hóa cột sống, đau nhức xương khớp từ lưng xuống mông, thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa. Bị tê tay chân do bệnh lý về rối loạn chuyển hóa. Triệu chứng tê bì chân tay phổ biến với người bệnh mắc chứng tiểu đường, rối loạn chuyển hóa lipid, suy chức năng tuyến giáp, xơ vữa động mạch, v.v. Biểu hiện của bệnh là tê tay, ngón chân bị tê nhức và đau, gây khó cử động. Bên cạnh đó, ăn nhiều, uống nhiều nhưng sụt cân nhanh cũng là dấu hiệu đặc trưng của bệnh. Bệnh lý về mạch máu. Dấu hiệu ban đầu của bệnh bao gồm lòng bàn chân hoặc chân lạnh, các vết loét trên cơ thể khó lành, tê tay chân khi lau cầu thang, v.v. Khi bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử và phải cắt bỏ tứ chi. Cơ chế gây ra tê tay chân của các nhóm bệnh lý. Bệnh lý xương khớp, sự chèn ép, sưng viêm của khớp xương làm tổn thương các dây thần kinh. Bệnh lý về rối loạn chuyển hóa, hệ thần kinh ngoại biên bị thương tổn. Bệnh lý về mạch máu, các mảng bám làm thu hẹp động mạch chủ, hạn chế cung cấp máu và oxy cho các bộ phận của cơ thể. Nguyên nhân tê tay chân cơ học. Bên cạnh các nguyên nhân do bệnh lý, tê tay chân còn do các yếu tố cơ học tác động. Cụ thể, hoạt động sai tư thế, dáng đứng cong vẹo, ngồi một chỗ quá lâu, ngồi xổm, ngồi vắt chân, v.v. khiến mạch máu bị chèn ép, khó lưu thông đến các bộ phận trên cơ thể, gây ra tê bì. Vận động quá sức. Bị tê tay có thể do chơi thể thao quá sức, lao động nặng. Nhiễm độc. Khi cơ thể nhiễm phải một số kim loại nặng, hóa chất công nghiệp, chì, thủy ngân, v.v. sẽ cản trở lưu thông mạch máu và gây ra tê bì. Đỏ mặt khi nhậu, dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh cực nguy hiểm. Đỏ mặt khi uống rượu bia thường gặp ở rất nhiều người. Đa số mọi người đều cho rằng hiện tượng này hết sức bình thường. Ít ai biết rằng đó là dấu hiệu cảnh báo thân chủ đang mắc cực kỳ nhiều bệnh nguy hiểm. Tại sao có người chỉ uống vài hớp rượu thì mặt nóng bừng và dần chuyển sang màu đỏ? Ở một số người khác, mặt chẳng những đỏ mà còn tái, rồi mới say mềm khi đã đủ đô. Nhờ nghiên cứu về di truyền học mà ngày nay chúng ta biết được thủ phạm của hội chứng này là do gen có tên là ALDH2. Tùy vào cơ địa từng người mà khả năng đáp ứng nồng độ cồn trong máu khác nhau. Những người có ngưỡng đáp ứng thấp
thì khi uống rượu bia, những nơi tập trung bao mạch dễ thấy như mắt và các vùng da mỏng như mặt, cổ, lưng dễ bị đỏ lên. Bệnh huyết áp cao. Một nghiên cứu của Đại học Quốc gia Trung Nam, Hàn Quốc thực hiện trên 1.700 người đã cho thấy rằng người uống rượu bia đỏ mặt có nguy cơ mắc chứng tăng huyết áp cao hơn 2,27 lần so với người bình thường uống rượu bia không đỏ mặt. Bệnh cao huyết áp do uống rượu bia còn làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ. Một nghiên cứu mới ở nam giới gần đây cho thấy những người bị bệnh cao huyết áp với chỉ số huyết áp là 140/90 mm thủy ngân chỉ cần uống khoảng 150-300 ml rượu bia là sẽ có nguy cơ tử vong do đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim cao gấp 2-5 lần so với những người có huyết áp bình thường hoặc những người không uống rượu bia. Bệnh gan. Thông thường khi rượu bia đi vào cơ thể, gan sẽ chuyển hóa cồn thành acetaldehyde. Ở người bình thường, acetaldehyde lại tiếp tục chuyển hóa thành acetate, một chất an toàn hơn với cơ thể. Với những người đỏ mặt, quá trình chuyển hóa acetaldehyde thành acetate nhanh hơn người bình thường. Nhưng khi có quá nhiều chất acetaldehyde được sinh ra, lâu ngày sẽ gây nên các bệnh về gan. Cùng với đó, những người bị đỏ mặt khi uống rượu bia sẽ có nguy cơ mắc các bệnh về gan cao hơn so với những người không bị đỏ mặt. Bên cạnh đó, những người uống rượu bia bị đỏ mặt gặp phải những triệu chứng như buồn nôn, sưng tấy các khớp, đau nhức, đau bụng, mệt mỏi thì rất có thể đã báo hiệu các bệnh về gan như xơ gan mãn tính, viêm gan B. Ung thư thực quản. Những người có phản ứng đỏ mặt khi uống rượu bia có thể là do trong cơ thể có sự thiếu hụt di truyền enzyme chuyển hóa rượu ALDH2, từ đó dẫn đến sự tích tụ các chất acetaldehyde độc hại. Một số nghiên cứu còn cho thấy, nếu một người bị khiếm khuyết enzyme chuyển hóa rượu ALDH2 nói trên uống 2 cốc bia mỗi ngày thì sẽ có nguy cơ bị ung thư thực quản cao gấp 10 lần so với những người có thể chuyển hóa được chất cồn. Vì thế, việc thường xuyên đỏ mặt khi uống rượu bia là báo hiệu bạn có nguy cơ bị ung thư thực quản cao hơn người bình thường. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.